Xin chào bạn. Tiếp theo mình xin dẫn các bạn cái cách vẽ shape ở trong phần mềm Photoshop. Thì ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cái nhóm công cụ U để các bạn thực hiện vẽ hình. Có thể là dùng cả pen được. Trước khi các bạn vẽ thì các bạn nên chọn chế độ là chế độ shape. Ở đây thì trên thanh tùy biến của nó thì nó cho các bạn tùy chỉnh trước, các bạn tùy chỉnh trước hoặc tùy chỉnh sau cũng được, không sao cả. Bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ thì các bạn sẽ có hai cách vẽ, một là vẽ chính xác và hai là vẽ tự do. Vẽ tự do thì các bạn khoanh chuột như này thì sẽ vẽ tự do. Và vẽ chính xác thì các bạn sẽ tích chuột trái màn hình thì sẽ cho bạn đánh giá trị chính xác, ví dụ như là 5 cm và 10 cm. Đó. Thì giả sử như nếu mà các bạn muốn thiết kế các sản phẩm theo dạng nhiều ilút ở bên Photoshop ấy thì các bạn dùng cái này các bạn vẽ. Cái này là một cái như kiểu là vector nó tồn tại trong phần mềm Photoshop thôi. Đặc điểm của cái công cụ này là các bạn chú ý này, thứ nhất là khi mình vẽ ra nó tự động tạo layer mới, thứ hai là nó sẽ có hai thuộc tính cơ bản là mảng và nét. Mảng là fill, nét là stroke. Ở đây thì mảng nó có bốn kiểu là mảng không có mảng này, mảng một màu, mảng chuyển sắc và mảng họa tiết. Thì tùy theo từng cách như này thì nó sẽ có những option bên dưới, ví dụ như không có màu thì không có gì này, một màu thì cho bạn chọn một trong những cái màu nó cho sẵn này, chuyển sắc thì nó cho bạn chọn những cái chuyển sắc cho sẵn, các bạn có thể bấm vào cài đặt để các bạn lấy thêm, ví dụ như bạn chọn ví dụ như là sao nhờ loát gradient hoặc là server gradient thay thế rất nhiều, hoặc là các bạn có thể tùy chỉnh cái này. Đấy, các cái điểm này thì cái này khá giống như gradient thôi, các bạn xem bài gradient các bạn sẽ hiểu. Nếu bạn thích lấy một màu bất kỳ thì bạn bấm vào cái ô này, quên mất. Tiếp theo là cái thằng này, họa tiết thì các bạn tự add nhá. Cái này thì đây ví dụ mình add nguyên cỏ mặt phần chẹt của mình đó, thấy không? Đó thì có mũi này, này rất nhiều. Các bạn có thể chọn thêm cả họa tiết nữa, họa tiết tự làm cũng được, tất cả cái này các bạn phải học những bài trước rồi. Đây là một cái màu bất kỳ, các bạn có thể chấm trên hình này. Tiếp theo thì nó là nét giống hệt, cũng có bốn kiểu và nó sẽ có thêm đây là gì nhỉ, viền, kích thước viền và kiểu viền. Ví dụ đây viền đứt hay là viền chấm này chẳng hạn. Đó. Thì cái thằng shape như này thực chất nó là cái công cụ chủ yếu để vẽ các cái icon ở bên Photoshop thôi, là vẽ những cái mảng miếng thôi chứ nó không phải là để bên cắt ghép.